Sau đó 5 ngày, có thể cả thượng phẩm là Arania đến với vài người trưởng lão cùng một nhà diễn thuyết kia tên là Tertullu trình đơn kiện Phaolô trước mặt quan thống đốc. Phaolô bị đòi đến rồi Tertullu khởi cáo người như vậy: Bẩm quan lớn Felix, nhờ ơn quan mà chúng tôi được hưởng sự bình an trọn vẹn, và nhờ sự khôn ngoan của quan đổ được mà mọi tình tệ để giúp dân này. Lúc nào và nơi nào chúng tôi cũng rất cảm tạ biết ơn quan vậy. Nhưng muốn cho khỏi phiền quan lâu hơn, thì tôi xin quan lấy lòng quan nhân mà nghe một vài lời chúng tôi nói đây. Vậy, chúng tôi đã gặp người này như là đồ ôn dịch, đã gây loạn trong hết thảy người Juda trên cả thế giới. Nó làm đầu của phe người Nazareth, cũng đã toan làm ô uế đền thờ, nên chúng tôi đã bắt nó. Xin chính quan hãy tự tra hỏi hắn, thì sẽ biết được mọi việc chúng tôi đang kiện cáo. Đến phiên các người Juda cũng hùa theo lời đó, quyết rằng thật có như vậy. Quan tổng đốc ra dấu biểu Phaolô nói đi. Thì người thưa rằng: Tôi biết quan làm quan án trong nước này đã lâu năm, nên tôi dặn dĩ mà bên vực duyên cớ mình. Quan tra xét thì sẽ biết tôi vừa lên thành Jerusalem mà thờ lại chưa được 12 ngày nay. Người ta chẳng từng gặp tôi hoặc trong đền thờ, hoặc trong nhà hội, hoặc trong thành phố, cãi lại cùng ai hay xui dân làm loạn bao giờ. Bây giờ họ cũng chẳng biết lấy chi mà làm chứng cớ về điều họ kiện tôi đó. Trước mặt quan, tôi nhận rằng theo như đạo mà họ gọi là một phe đảng, tôi thờ phượng Đức Chúa Trời của tổ phụ tôi, tin mọi điều chép trong sách luật và các sách tiên tri, và tôi có sự trông cậy này nơi Đức Chúa Trời, như chính họ cũng vậy, tức là sẽ có sự sống lại của người công bình và không công bình. Cũng vì cái ấy nên tôi vẫn gắng sức cho có lương tâm không trách móc trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt loài người. Vả đã lâu năm nay tôi đi vắng rồi mới về bố thí cho bổn quốc tôi và dân của lễ. Đằng khi ấy, có mấy người Juda quê ở cõi Asi kia gặp tôi ở trong đền thờ được tinh sạch, chớ chẳng có dân đông hay rối loạn chi. Nếu họ có điều gì kiện tôi, thì có lẽ đến hầu trước mặt quan mà cáo đi. Hay là các người ở đây phải nói cho biết đã thấy tôi có sự gì đáng tội lúc tôi đứng tại tòa công luận, hoặc có thì cũng chỉ trách câu tôi nói giữa họ rằng ấy là vì sự sống lại của kẻ chết mà hôm nay tôi bị xử đoán trước mặt các ông. Philip vẫn biết rõ ràng về đạo người nói đó, nên giảng việc kiện ra mà rằng: Khi nào quan quản cơ Lysia xuống, ta sẽ xét việc này. Đoạn người truyền cho thầy đội giữ Phaolô, nhưng phải cho người hơi được thông thả. Có kẻ nào thuộc về người đến hầu việc người thì đừng cấm. Qua mấy ngày sau, Philip với vợ mình là Derusi người Juda đến, rồi sai gọi Phaolô và nghe người nói về đức tin trong Đức Chúa Giêsu Christ. Nhưng khi Phaolô nói về sự công bình, sự tiết độ và sự phán xét ngày sau, thì Philip run sợ nói rằng: Bây giờ ngươi hãy lui, đợi khi nào ta rảnh sẽ gọi lại. Philip cũng trông Phaolô lót bạc cho mình, nên năng đòi người đến và nói chuyện cùng người. Khỏi hai năm, Bút Tiêu Phê Tu đến thay Philip, bởi các Philip muốn làm cho dân Juda bằng lòng, bèn cứ giam Phaolô nơi ngục